I wanna wish you a Merry Christmas.
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Come Emmanuel, hãy đến Ngài ơi và ở lại với chúng con. Đó là lời nguyện cầu tha thiết của những ai trông chờ ơn cứu độ. Đó là bầu khí vọng trong của mùa phụng vụ chuẩn bị cho ngày Giáng sinh, ngày mà muôn dân muôn nước ca khen danh Chúa trên trời và cảm tạ hồng ân bình an ban xuống cho người thiện tâm. Đó là tâm tình của hai nhạc khúc O Come Emmanuel và Feliz Navidad do nhóm trio Cha Cha Cha, Cha Quốc Hưng, Cha Hải Đăng và Cha Biêu Cao vừa trình diễn để mở đầu cho chương trình Linh Ca đêm hôm nay. Excellent Bishop Todd Brown, Beloved Brother Chris, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà và anh chị em, with joy and gladness, we would like to welcome you to our special event tonight, the Singing Christ Magnificat. Calling to celebrate the year of the priesthood, our beloved High Priest Pope Benedict calls us to reflect on the calling of our priesthood, to renew our spirit, our vows, our commitment to the ministry of service, and to remind ourselves of God's loving grace granted through the prayers and the support of the people of God. We, the singing priest tonight, would like to thank you for being here and for giving us your support. Truly, your presence here and your support nurtures our hearts and uplifts our spirits. Chúng con, anh em linh mục, môn đồ của Chúa xin chân thành cảm tạ quý vị đã đến và ủng hộ chúng con trong đêm linh ca hôm nay. Với những khả năng đơn sơ mà Chúa đã ban và với lòng mong mỏi khiêm nhượng, chúng con hy vọng rằng chương trình đêm hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những niềm vui nghệ thuật trong tâm tình ngợi ca tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt trong năm thánh cầu nguyện cho các linh mục này. Mis queridos hermanos y hermanas, nos alegra mucho verle aquí con nosotros, aunque no entienden nada de vietnamita. Ustedes vienen aquí para apoyarnos. De verdad, su presencia aquí nos dice tanto de su amor para nosotros los sacerdotes. Esperamos que disfruten nuestro programa de música, música de amor, música de apreciación para su amor para nosotros. Nói về ơn gọi linh mục, chẳng hạn có bao nhiêu người thường đặt câu hỏi làm sao mà mình có thể biết được mình có ơn gọi linh mục. Câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản như một bài toán đố. Bởi vì muốn biết câu trả lời này, mỗi người phải tự cảm nghiệm được hồng ân của Thiên Chúa ban cho cuộc sống mình. Và từ sự cảm nghiệm trong hạnh phúc mà hồng ân Chúa đã ban,
tựa như một tâm hồn đang yêu và được yêu, người đó sẽ đáp trả lại hồng ân đó, tình yêu đó với trọn con tim, trọn tâm hồn và trọn cuộc sống của mình. Xin quý vị cùng lắng nghe tâm sự của một người được yêu, đang yêu và mãi mãi yêu trong ơn gọi linh mục của mình qua nhạc phẩm Niềm Xác Tín Của Con do chính tác giả trình diễn, cha Nguyễn Văn Tuyên. Thưa the bishop, priests, religious, men and women and lay people, thank you for being here. As a part of the singing priests, I would like to present to you the song 23 years ago for my ordination, for my first mass, my conviction. Tôi khuyên bảo anh chị em, đức cha và các sơ, đây là bài nhạc 23 năm về trước dành cho ngày tôi chịu chức và thánh lễ tạ ơn, xin được gửi tới quý thính giả, khán thính giả trong ngày linh ca, được sự ủng hộ của quý vị trong năm thánh linh mục. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời, mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời, Ngài phù với con với khi trời mặt trăng. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo khó cô đơn gian truân lo âu không lùi bước, một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Con luôn tin rằng tình mẹ ơn cha do Ngài ban phán, con luôn tin rằng tình chị anh em cha ban xuống trên đời. Tuổi đời ngây thơ quê hương lửa đàn, hồng đường hoang mang tương lai mịt mờ, Ngài hằng bên con mỗi khi chiều. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài, khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lùi bước, một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời dẫn lối con đi vững bước chung trình thánh điện Ngài. Thank you.
không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời, dẫn lối con đi vững bước trung trình nơi thánh điện Ngài. Người nói chương trình linh ca ngày hôm nay do các cha tổ chức, tại sao lại mời ông hòa thượng về làm MC? Có lẽ vì vậy mà sáng nay khi trên đường tới đây để chuẩn bị cho chương trình hôm nay có đi lạc đường, bởi vì chưa đến đây bao giờ, hỏi được người ta cái chỗ nào mà đến chỗ mà các tu sĩ họ mặc, họ chỉ còn đến chùa Hải Quan. Để tỏ hiểu lòng, con xin tự giới thiệu con là linh mục Dominico Nguyễn Trọng Hiếu, thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời. Con đã chỉ trích được 3 năm và rất vinh hạnh cũng được mặt với quý vị ngày hôm nay, và cảm ơn sự hỗ trợ quý vị trong chương trình linh ca của anh em linh mục tụi con tối hôm nay. Và để tiếp tục chương trình, con xin giới thiệu với quý vị một linh mục rất là đa tài, rất là đa năng, vừa biết rất nhiều về nhạc, vừa am tường về hội họa, và lại có tài lãnh đạo, có tài điều khiển, cho nên chương trình gì ngài tổ chức cũng đều thành công. Nhưng mà điều mà có lẽ nhiều người biết nhất là mỗi khi có những lần quyên góp tiền để mà giúp cho người nghèo thì ngài đều có mặt, và khi ngài mà lên tiếng thì ai ai cũng mở túi để mà cho tiền giúp cho người nghèo, ngay cả những người lay off mà cũng lấy phút stand ra để cho ngài. Bởi vì quan điểm của ngài là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá cả tơ. Và chính vì vậy mà anh em linh mục chúng con sắp sửa phong ngài lên làm minh chủ ban cái ban. Xin mọi người cùng chúng con đón tiếp, hân hoan đón tiếp một linh mục rất là tài ba, sẽ trình diễn một nhạc khúc rất là đậm đà tình cảm của con người đối với Thiên Chúa. Con luôn cần Chúa, do cha Kim Long sáng tác. Please welcome Father Đồng Quang Minh. Thượng tạ ngó bên kia, tôi qua bên này. Bài con luôn cần Chúa nhà vào lời của một người bạn trẻ ở địa phận Đốc Lân tên là Kim Ân. Vừa là học trò của cha Kim Long thì thường thường bị lẫn lộn qua là nhà của cha Kim Long. Một lời xin chào đức cha, quý cha, quý tu sĩ, cũng quý cụ, quý bà, bạn chị em. Niềm tin vào chiến đấng phục sinh,
hạnh phúc có Chúa trong cuộc đời với sức thiên từ trời. Con đây luôn cần Chúa. Niềm vui được theo Chúa mỗi ngày. Niềm vui được dâng hiến từ đây để con thấy Chúa trong cuộc đời thắng sáng lên nụ cười vì điều tình thắm nồng. Lạy Chúa, Chúa vì yêu con đã đến sống trong thiên hạ và chiều treo trên hàng xa. Sao xuyên đầy vơi trần thế với đắng cay u hoài nước mắt trong tôi sâu, còn đây luôn cần Chúa. Dìu con về tới bên yên hẳn, dìu con tìm ánh sáng bình an để sống với anh em mình đến với nhau chân tình xua tan mọi lối lầm. Nhưng rồi sau thời gian ai cũng cảm nhận ra người linh mục này đã cảm hóa được các em và người ta hỏi rằng cha đã làm sao vậy? Thì vị linh mục trả lời thì tụi nó làm gì? Mình làm theo. Thế rồi người ta hỏi nếu mà tụi nó vác gậy đi đánh nhau sao? Thì mình cũng vác gậy đi theo. Nhưng mà không phải để đánh nhau mà để đi dọc đường khuyên can họ. Hình ảnh của Thiên Chúa không chỉ đẹp trên bàn thờ, không chỉ nhẹ nhàng như cánh hoa, có đôi khi phải vất vả trên chặng đường của thập giá để dẫn đưa những con chiên lạc về. Và đó là tâm tình mà nhạc khúc sắp tới quý vị sẽ thưởng thức. Rất là sôi động nhưng cũng rất là tình cảm. Tình cảm của Lý Linh Mục dành cho những người con chiên của mình. Một lần nữa xin mọi người hân hoan chào đón
nhóm trio Cha Cha Cha.
quý vị, năm nay là năm cho các linh mục và một cái hình ảnh của người linh mục mà được làm gương cho các linh mục trong năm này, đó là Thánh John Vianney. Ngài được nổi tiếng về cái đời sống đạo đức của Ngài, nhưng mà còn về thông minh, tài năng, ăn nói, hoạt bát, Ngài thuộc vào cái hàng rất là khiêm nhường. Và nói đến, nghĩ đến Ngài, người ta thường hay nhớ đến cái chuyện mà Ngài, mỗi lần mà Ngài giảng, Ngài phải cầm cái lấy tờ giấy, bởi vì Ngài rất sợ đám đông, cho nên cứ chầm chập nhìn vào tờ giấy để mà giảng, để tránh nhìn đám đông. Và có một câu chuyện về một ông thầy, ông cũng đang sắp sửa chịu chức linh mục. Và có một hôm đi giám mục ghé thăm, hỏi xem tình hình của thầy như thế nào. Và thầy cũng thân thưa, rất là chân tình với đức cha, và nói: thưa đức cha, con rất là yêu quý cái đời sống linh mục, nhất là nghĩ đến cái thiên chức linh mục mà rồi đây con sẽ được lãnh nhận. Nhưng mà có cái chuyện này con cảm thấy rất là khó cho con, đó là phải đứng trước đám đông để mà giảng. Thì giám mục cũng rất là thông cảm cho cái thầy này, cho nên Ngài mới nói: con à, cha cũng rất là thông cảm, hiểu được cái tình trạng của con, bởi vì cha cũng từng phải đứng trước đám đông và vừa mới cất tiếng lên là người ta đã gật gù, người thì lại đem bánh kẹo ra cho con, người thì lấy tờ hiệp thông tờ bưu tin ra đọc. Nhưng mà cho con có cái cách này để cha bày cho con, khi mà con đứng giảng, trước tiên con hãy phán ra một cái câu rất gân cho người ta, làm cho người ta chú ý. Sắp sửa tới đây mình có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, để cha bày cho con, cha biết rằng con sẽ phải giảng cái ngày đó. Thì khi mà con đứng lên, con hãy nói như thế này: thưa quý ông bà chị em, tôi sắp sửa chịu chức linh mục, nhưng có điều này tôi muốn thú nhận với anh chị em. Tôi đang có một cuộc tình. Cuộc tình với một người đàn bà. Nghe giống chuyện của cha Biêu có vẻ. Đức cha nói: lúc đó con hãy ngưng lại, chắc chắn người ta sẽ để ý. Lúc đó con mới nói: và người đàn bà đó là Đức Maria. Cho nên và đến ngày hôm đó, thì thầy cũng đáng nhớ lời của Đức Giám Mục, dù rằng trong lòng rất là linh quýnh, vẫn hồi hộp khi mà đứng trước đám đông, thầy quên hết mọi chuyện, nhưng cũng đáng nhớ những lời Đức Giám Mục dạy. Cho nên Ngài cũng nói: thưa quý ông bà chị em, tôi sắp sửa chịu chức linh mục, nhưng mà có điều này tôi muốn thú nhận với quý ông bà chị em. Tôi Đức Giám Mục, Ngài có một mối tình, mối tình với một người đàn bà, và người đàn bà đó là ai tôi quên nói rồi. Cảm ơn cha Hưng rất nhiều. Cha Hưng nói cha Hưng nói lâu quá làm cho cha Hưng biết sao. Cha Hưng biết là mình mặc đồ này cuốn lấy cái này nóng lắm, cha Hưng biết mình quá nóng trời. Ok, cha Hưng, you have to say something in Spanish. Come on. Nói tiếng Lạc nha. Mis queridos hermanos, hermanas, ¿dónde están? Bienvenidos en esta noche, en este concierto. Mira, ¿qué pasó con este? Mira, vestido. ¿De dónde eres? No sé, pero quién sabe. Nosotros estamos aquí. Nosotros ya cantamos una canción. Canciones de transforma en su imagen, su imagen del Señor. En ese año de sacerdotal, nuestro gran padre, sí, Papa Benedicto, ese año es el año sacerdotal. Y por esa canción, nosotros queremos convertir con ustedes el espíritu de un sacerdote, su espíritu de servicio a toda la gente. No es distinta los idiomas, vietnamita, inglés o español, pero solamente con todo el corazón nosotros
tratamos de servir a ustedes en nuestras comunidades aquí en Orange County, pero en todos los padres también. Y por eso, por esta canción, nosotros queremos compartir este sentimiento con ustedes. Y por eso, muchísimas gracias otra vez por su presencia, mis hermanos. Un gran aplauso para ustedes. Và kính thưa quý vị, trong năm Thánh Linh Mục trên đây, từ đây nhóm linh ca của chúng tôi xin được gửi đến quý vị một màn kịch, đó là VNA Thời Đại. Nào nước Mỹ này vĩ đại quá à. Nè, nào ông cao hơn mấy cái cổ thủ quê mình luôn à. Nhưng mà cũng kỳ lạ, xe bên này, à cũng xe đẹp á. Mà đậu ngoài đường á, không có đậu chúng ta ra để đậu mình rác không ạ. Ở quê mình nhà tranh bách lá, mỗi lần là tiệc lớn á, mấy chai đó không? Là mình mua mang cái chén sành, chén sứ ra mình ăn. Ở bên này nhà ai cũng đẹp á, mỗi lần tiệc lớn đưa dĩ giấy, tô giấy ra. Người ta nghĩ sao đó. Nhưng mà con cái vẫn còn giống quê mình là dừng trước dừng sau, lúc nào có rau cỏ để ăn hết. Cảm ơn mấy bà, mấy cụ. Chịu khó chỉ con cháu trồng rau trồng đậu để mà ăn cái đỡ tốn tiền mua đồ quá. Nói đến ăn nói cũng quá, chắc tụi mình phải đi kiếm gì ăn để trước khi mình đi thi cái đứa kìa. Có nhà hàng nào gần đây nè, để cái tiền nè. Nhà hàng gì vừa kỳ lạ, nhà hàng cây ăn cha là cái gì á. Hello sir. Sir, không phải này quá sir. Thầy. What did you say, sir? Hey, Yang. Okay, sir. Oh, your name is Tan Yang. Tan Yang. Tan Yang. Oh, I'm sorry, my bad. Oh, you are Tan Yang. Tan Yang. Okay, Mr. Tan Yang, I'm sorry. By the way, my name is Richard. Đúng chuột. No, đúng chuột. Rút chuột. Ờ, rút chuột. Sao tôi nghĩ nó kỳ lạ không? Quên đặt cái tên là rút chuột. Ông nghe nó, có mấy người đặt tên là sơ mít nữa. Mình nghe tổng thống như người đặt tên gì mà ô bà má, ô bà mày đó. Thôi chạy tên gì tên là kiếm muốn gì ăn lạ lên đi thi nè. What would you like to eat, sir? Oh, sorry. What would you like to eat, Mr. Tai Yang? Nhìn đó tụi dễ sợ, nó kêu tên ăn nhớ á. Ăn nhớ đó, đây có nhà không? Quá. Không tiếng Tây không sao tôi hiểu cho. Mình nhớ rồi, trước khi đi Mỹ, người ta nói mình ăn cái món đặc sản của Mỹ. Món đặc sản của tên Mỹ và gì của anh á. Nhớ rồi, cái gì nhớ rồi. Anh cho tôi một món à. Chỗ đó. What is chó nóng? Chó nóng? Con không hiểu chó nóng là gì ạ? Chó. Chó. Ok, I'm sorry, but we don't talk here. Chó. Chó nóng. Chó nóng. Hot. Ok, hot dog. What would you like to drink, sir? Drink, hả? Anh ở đây không có đưa đi đâu á, anh ở đây ăn đi. Đưa đi đâu? Chưa có bụng đưa đi đâu? À, xin lỗi. Mình phải tỉnh táo đầu óc để mà thi cử cái thành tựu cho một ly cà phê sữa đá. Sorry, sir, I got cafe, but what's sữa đá? Cà phê sữa đá, sữa. Okay. Không nên nói anh ấy là anh ấy.
Nghiêm chỉnh chấp hành. Thứ nhất là
tại sao khi Chúa đến vị đàng, ông A-dông và bà E-va trốn sau bụi cây? Ông biết rồi trả lời. Thầy biết thì trả lời. Hàm bản đời năm người với Chúa. Đời năm người với Chúa. Tại sao với Chúa? Thì hai ông bà trốn sau bụi cây. Không nhớ được rồi. Chuyển qua câu số 2. Tại sao ông Abraham và bà Sarah đến tuổi già rồi mà không có con? Cha hỏi con. Nhưng mà con biết lý do nha. Bởi vì mỗi lần mà tới giờ đi ngủ, ông Abraham gọi bà vô mà cứ Sarah, bảo lắm lắm bây giờ không có con. Tôi thật sự đến thua thầy rồi. Câu hỏi kế tiếp. Ông Môi-se dẫn dân Do Thái qua sa mạc bao nhiêu năm? Thưa cha, ông Môi-se đi qua sa mạc 39 năm. Trời ơi, Kinh Thánh rõ ràng nói là 40 năm, mà tại sao thì đã 39 năm? À, cái này là cha sai nha, chắc chắn cha sai. Chúa nói là Chúa không cho Môi-se về đất hứa, và bởi vì không nghe lời Chúa, hành thử là ông chết trước khi vô đất hứa, có nghĩa là ông chết năm 39, chứ phải năm 40 đâu. Ông Môi-se mẹ 39 năm có cùng à. Tôi thấy thầy kinh khủng quá, rớt hơn con gà cồn nữa. Tôi mà hỏi câu cuối cùng, câu hỏi nữa, và nếu mà thầy trả lời không được thì mong sao Đức Mẹ giúp thầy lần này, nếu không sai thì trốn luôn đấy nhé. Đây, câu số 4. Dạ, hỏi thầy. Dạ, chưa? Dạ, con. Quê Đức Mẹ ở đâu? À, quê Đức Mẹ. À, cái này dễ, con mới trước khi ông đi mấy bà hát tài cùng miệng cho con nhờ Đức Mẹ. Nếu con dám khẳng định với cha là quê Đức Mẹ ở bên Lào. Thầy giải thích cho mọi người biết tại sao quê Đức Mẹ bên Lào. Có, chứ khi mà thầy con nghe mấy bà mẹ con giáo ở hôm nay hát á. Kìa bà Lào. Này nhé, ráng cầu nguyện tôi con nha. Dạ, ráng cầu nguyện rồi về tiếp tục học, rồi tôi sẽ về báo cho Đức Cha Tóc Rao biết. Hy vọng Ngài thương người Việt Nam nhiều. Ngài hy vọng chấm cho ông thầy không tóc mà đi mua lược hàng ngày. À, vâng, tới ôm Đức Cha đi. Hy vọng được chấm đầu. Thôi nha, gọi đi nha. Nguyên chỉ trần về Việt Nam, đồng ý như vậy đi. Con vô thầy Chúa ơi, vô ngọc lửa. Phê-rô đâu có biết Kinh Thánh gì đâu mà dũng chọn mà. Đức Mẹ ngơ ngác đơn sơ không biết gì mà còn dũng chọn làm mẹ con hai. Con chỉ muốn nhân lễ tạ ơn Chúa, thương con đó Chúa ơi. Sau khi tổ chức ghi nên các công việc sẽ đấu bộ của cuộc đời, chứa hàng của bên, nên thứ hai đến sẽ tội với
Đó cũng là nhạc khúc mà quý vị vừa thưởng thức do cha Hải Đăng phỏng nhạc.
và cùng trình diện với các cha quốc hưng, ẩn hiến, cha Miêu Cao, cha Hải Đăng, cha Ben và cha Long. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay để kính chúc các cha. Và chúng ta sẽ qua những buổi để tập hợp cho những chương trình chúng ta tối hôm nay. Khi quyết định dấn thân theo Chúa để phục vụ, các linh mục mong mỏi mang yêu thương đến mọi người, mang niềm vui đến mọi người. Nhưng chính người linh mục, chính người tu sĩ đã bao lần đau khổ cô đơn một mình, đau khổ vì hiểu lầm, cô đơn vì bị cô lập, đau khổ vì oán trách, cô đơn vì bị ruồng bỏ, đau khổ vì yếu lòng, cô đơn vì quẫn lòng. Nhưng không vì thế mà người linh mục sờn lòng nhục chí, mà ngược lại, chính trong sự cô đơn và đau khổ đó mà người linh mục cảm nghiệm sâu đậm hơn sự sợ hãi trong cô đơn và quằn quại trong đau khổ của thầy mình trong vườn cây dầu trước giờ chiều nay. Tất cả chỉ vì tình yêu, chỉ vì tình yêu mà chịu đựng tất cả. Vì chỉ vì có tình yêu mới cảm hóa được lòng người, chỉ có tình yêu mới thánh hóa được con tim, chỉ có tình yêu mới mang lại một hy vọng mới, một ngày mới của bình an và hạnh phúc. Xin quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm của cha Nguyễn Hồng Cường Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng, do cha Nguyễn Đình Truyền trình diễn. Xin chào Đức Mục, Đức Ông, quý cha và tất cả mọi người. Cuộc đời đắng cay như thế nào, Chúa ở bên và soi sáng để rồi
cho cuộc sống nắng mưa chẳng chiều, dù cho đời sống vẫn hoài cô liêu, dù mai còn thấy đắng cay rất nhiều, thì xin hãy giữ trọn niềm tin. Cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, lúc sẽ mai mà xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mong gì đã sẵn trong đời. Cuộc sống dối gian lòng lừa, dù cho đời sống dối hoài trăm năm, dù mai người có lên xa ta rồi, nhìn lên thầm giá chưa buồn yêu. Qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn mà xuân sẽ tới. Hãy bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống vì sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đêm qua đi bình minh sẽ về, một phục sinh đã sẵn cho. Sau khi được thiên thần truyền tin lòng Đức Mẹ rạo rực niềm vui, tâm hồn bỗng rạng người, lời ngợi khen danh Chúa. Bởi chăng một người thiếu nữ tầm thường đơn sơ mà lại được Thiên Chúa chọn làm mẹ ngôi hai của người? Phải chăng Thiên Chúa sai con một ngày đến trong thế gian không phải để thống trị với quyền lực, mà để mang tình yêu cứu độ đến cho những người có tấm lòng khiêm nhường và đơn sơ như mẹ Maria? Xin quý vị cùng thưởng thức lời tán tụng hồng ân của mẹ Maria qua nhạc khúc Holy Is His Name do nhạc sĩ John Michael Cabot. Please welcome Father Trần Ben with the song Holy Is His Name. Kính thưa quý vị, tôi hồi hồi hợp chút. Nghe thấy kia tất cả các cha linh mục nổi tiếng hát, rồi tôi đến đây không biết là bà hát tôi có bằng các cha hay không nữa. Nhưng tôi rất là hân hạnh đã được cơ hội này để dâng bài hát này. Bài hát này được sáng tác của nhạc sĩ thầy Francisco John Michael Talbot, và nói lên sự niềm tin can đảm và khiêm nhường của Đức Mẹ Maria khi thiên thần Gabriel hiện ra. Cầu xin Chúa ban hạnh phúc và ơn phước cho tất cả quý vị, nhất là trong mùa vọng này đầy bình an của Thiên Chúa. Of the Lord.
Bây giờ quý vị có muốn nghe tu sĩ bây giờ không ạ?
Mời các chú. Các tu sĩ chuẩn bị nha. Biết tu là không tiền, biết tu là không tiền, sao tôi cứ kiếm dòng mà tu. Trái tim này thương ngài, sống kia tin vâng lời, sống tên tân hiến đời tu. Biết tu là phúc thần, sống yêu đời yêu người, rao chân lý Chúa là tình yêu. Hãy coi chừng cám nàng, chừng nghe lời ngon ngọt, ta làm tình nhân với nàng. Tu sĩ lên một giấc độc thân, tu sĩ lên một đời khó nghèo, tu sĩ vấp phục đất bề trên, dâng lễ kinh nguyện sáng chiều khuya. Tu sĩ lên một giấc độc thân, tu sĩ lên một đời khó nghèo, tu sĩ vấp phục đất bề trên, sáng chiều khuya. Biết tu là không tiền, biết tu là không tiền, sao tôi cứ kiếm dòng mà tu. Trái tim này dương ngài, sống kiếp tiền vâng lời, sống tên tân hiến đời tu. Biết tu là phúc thần, sống yêu đời yêu người, rao chân lý Chúa là nhiều. Hãy coi chừng cám nàng, chớ nghe lời ngon ngọt, chúng ta làm tình nhân với nàng. Tu sĩ lên một tấm độc thân, tu sĩ lên một đời khó nghèo, tu sĩ vấp phục đất bề trên, đấng lễ kinh nguyện tám chiều khuya. Tu sĩ lên một tấm độc thân, tu sĩ lên một đời khó nghèo, một đất bề trên dâng lễ kinh nguyện tám chiều khuya. Ai muốn tu đời dân thân, đeo Chúa rao truyền khắp nơi, xin chớ mê của thế gian, vì con gái bây giờ dễ yêu cần chẳng xa. Ai muốn tu đời dân thân, đeo Chúa rao truyền khắp nơi, làm chứng nhân tình Chúa yêu người thế gian, làm chứng nhân tình Chúa yêu người thế gian. À, giờ em mới tin thiệt á, hồi nãy em tưởng anh nói giỡn mà. Tu sĩ là đi tu chung với vậy vui quá. Vậy đó. Rồi bây giờ xin mời các cha, bây giờ lướt lùi lại một tí xíu. Bây giờ là đi, bây giờ là tới cái mạng. Nhưng mà nè, sao mà mấy cha ai cũng đẹp trai rồi đi tu ngủ quá vậy? Muốn biết làm sao mà các cha đẹp trai mà vẫn đi tu được á, thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn đúng không? Dạ. Bây giờ em biết lắm á. Bây giờ em chọn cái khuôn mặt nào em muốn phỏng vấn trước. Thế mà em dễ thương đó, chọn người em khác buồn. Thôi, cái người mà có đức đạo cũng nhiều nhất nha. Dạ, con xin hỏi cha Tuyên. Cha đứng lên cha. Dạ, con đâu rồi, lâu lắm rồi con không gặp cha, cái bụng con địa cha lên thế nào vậy nè. Sắp sửa chắc là cha có tương lai làm giám mục rồi ta. Nhưng mà thực sự thì con nghe nói là cha vất vả biết bao nhiêu năm nay đi tu, đi dâng thân cho cùng. Để cho dẫn dắt con chiên về nước Chúa. Cái phần đó con nghe nhiều lắm, nhưng phần trước đó con không nghe. Trước khi mà cha đi tu, cha yêu chị vậy? Yêu rồi mà từ đó mới có mấy tuổi à? Mới có 11 tuổi, nó vào trong trùng viên rồi, cho nên là... Lại là yêu cái bà mẹ Maria mà đã cha chị nói à. Ê, cái chị đây nha, chị bên kia nha. Rồi từ lúc đó mà cha đi tu viện lúc nhỏ rồi lớn lên, rồi lúc mà đi ra ngoài làm việc á, cha thấy người này người kia có bao giờ cha để ý xíu không vậy? Là cũng bị cảm nhiễm và cũng thấy rằng Chúa rất là đẹp, Chúa như thế nào đâu,
Vậy mà tại sao chú lại nhìn lên đàn bà? Sao mà đẹp thế chứ? Mọi người thấy rằng thấy đi tu rồi thì anh phải hy sinh. Giống như lời một lần trước gọi thì thấy điều đó tính ngủ không phải dậy phá sữa, không phải đi thấy mấy anh thanh niên đi chợ để xe cho vợ, không biết sửa xe, không biết đổ xăng, cho nên là thấy thấy đi tu rất hạnh phúc. Dạ, cái này của cha chưa được thay tả hình bóng bóng nè. Dạ, yeah. Cảm ơn Trà Cố Tuyên. Cảm ơn. Dạ, xin một người một tràng tay cho Trà Cố Tuyên. Dạ. Cái người kế tiếp mà chúng con xin được phỏng vấn là chị nhìn coi coi là người như thế nào. Ở trên đây chắc là người mà đẹp trai mà cao ráo nữa, là mời Trà Quang. Con mời Trà Quang. Trà Quang. Ok, xin lỗi. Trà Quang có thể nói cho mọi người biết cái việc phục vụ của cha trên Oakland như vậy có cái điểm gì mà vui nhất ở trên đó chứ? Nhìn cha đó là người ta nhìn thấy là giống như là tài tử Hàn Quốc chơi sông dầu. Cái liền gọi mấy vậy à? Dạ. Thì gọi tùng lung mấy à? Đó, nó tùng lưỡi người ta, chú tùng lưng người ta đúng không? Dạ, nhưng mà tại vì nhìn cái tướng này thì là ai nói Hàn Quốc liền nói cái gì? Không biết là biết không biết cái hát dân ca được không à? Cha biết hát chứ? Một biết hát dân ca đó. Dễ hả? Hát bài gì vậy? Hát bài Trèo Liên Quan Chốc à? Ồ, dạ, Trèo Liên Quan Chốc hả? Đồ bán nhà chơi Trèo Liên Quan Chốc, chơi Trèo Liên Quan Chốc luôn. Có thật giờ. Đời tu giờ hướng hiến theo hộ Chúa trở thành linh mục loa hạn bao tin mừng cho đời. Phải dân thân qua nhiều khó khăn cần nhọc hy sinh cầu nguyện chuyên cần sắc huy nguyện cầu xin Chúa giữ gìn bao người ba hạnh phúc cho đời lên một đời con theo Chúa mưa trước giăng đầy dương chân vũ công và hoài giáo hội nguyện Chúa thương tha tội những ai đang lầm lạc xin đưa họ về an ủi những ai đau buồn xin Chúa giữ gìn bao người ba hạnh phúc cho đời lên một. Ôi, con cảm ơn Trà Quang rất là nhiều. Chú cha ơi, người ta trèo lên Quan Dốc thì ngắm của con Phật là cha trèo lên Quan Dốc các thánh giá theo Chúa cảm phục cảm. À, cái này là cũng cảm tôi cảm ơn. Nhờ những gương sáng của các bậc đàn anh đi trước mà những anh em linh mục đi sau cũng học hỏi cũng các bước đi sau trọn vẹn. Cái ơn gọi của Chúa đã gieo vào lòng mình ngay từ thời nhỏ. Con muốn là phỏng vấn một người mà được gọi là baby fish bởi vì mới chỉ trước mấy tháng à. Nó còn ngơ ngác tới đường trần. Trời ơi, sao mà nhà gia mới chỉ trước mà ai tặng cái áo mà be show as serpent và symbol as dove là phải giữ như con rắn hiền con một câu hả? Nó khôn ngoan như con rắn, khôn ngoan như con rắn. Hiền như con một câu, đó là lời Chúa dạy mình không? Rồi từ lúc mà cha diễn trước bây giờ, ta cảm thấy đời phục vụ, ơn cầu linh mục có gì đặc biệt không vậy? Dạ, kính thưa cha Hiếu và kính thưa quý đức cha, quý đức ông và toàn thể quý cha, các bà và anh chị em thân mến. Con diễn trước được 5 tháng thì trong vòng 5 tháng đó con thấy có một niềm vui mà không thể diễn tả được. Tại vì bao nhiêu năm mình ước mơ làm linh mục thì cuối cùng thì được ước nguyện là được thành, cho nên là trong mấy tháng vừa rồi con rất là vui mừng đến để chào Hiếu. Con nghe nói là đó là những ước nguyện mà ông bà cố luôn hằng mong mỏi, nhưng một điều buồn một chút là khi mà cha di chúc ông bà cố đã không có mặt bởi vì ông bà cố đã qua đời, cha có cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Nếu giả như mà có ông bà cố bên cạnh thì chắc chắn mừng lắm hả? Dạ, chắc đúng là cha Hiếu. Dạ, tại vì hồi trước thì mẹ con cũng rất là muốn con đi tu. Thì cái điều đó thì con biết, có nghĩa là bà già muốn mình đi tu hơn muốn, đó là điều muốn thứ nhất. Nhưng mà khi mà chứng trước thì bà già với ông bà già là ai vậy cha? Cha nói con bà già không biết là... Dạ, thông cảm là con người Việt Nam hay dùng cái từ nó bình dân chút xíu. Ồ, bà già tức là bà cố đi đúng không? Bà cố, dạ. Bà cố, dạ. Dạ, cha nói tiếp rồi.
người ta không thể mà trang thiết hoài à. Thì quá à, cha tôi bỏ bà cố. Thì khi mà con chụp trước thì bà cố đã qua đời với lại cả ông luôn. Nên cả hai ông bà đã qua đời. Thì đó là một điều mà con rất tiếc, nhưng mà cũng là ý Chúa thôi. Nhưng mà con chắc chắn rằng là ông bà cố trên thiên đàng rất là vui trong cái ngày đó nhìn thấy người con mình tiến lên bàn thờ. Và cũng như tất cả mọi người đây, chúng con cùng đồng hành với cha, hy vọng những ngày tháng tới luôn là những ngày tháng vui vẻ và ý nghĩa trong đời phong, đời sống linh hồn của cha. Dạ, quý vị thấy là cha Vũ Tận Hiến mới được chủ chức 5 tháng. Tên là Thế Biết Hay Là Đi Tu được quý vị xin cho Benny Chris một trọng tay gần lớn. Và kính thưa quý vị, có lẽ từ trước đây quý vị không có thấy được rằng là có một ông thầy dòng Francisco là mà quậy như ông cha Hưng ở đây đúng không ạ? Xin cho cha Quốc Hưng trọng tay, cha Quốc Hưng đây, cha Quốc Hưng. Thường thường nghe nói tới dòng Francisco, quý vị biết là khó nghèo đi chân đất hay đi là đi cái dép thì chờ mùa lạnh này cũng đi á. Khó mà nghèo. Khó mà nghèo là ok, cha Hưng, cha Hưng từ trước từ bao nhiêu năm rồi? Này là năm thứ 10. Năm thứ 10 rồi, mấy cha Hưng có biết 10 năm tiền cũ không? Biết. 10 năm tiền cũ biết luôn. Thôi nhưng 10 năm tiền cũ tại vì bây giờ đó, nó người ta nghe niềm nhiều rồi. Mà khi người ta biết mình là linh mục thì người ta thường hay nhớ tới cái bài Vì Tôi Là Linh Mục. Mấy cha Hưng có biết hát Vì Tôi Là Linh Mục không? Biết. Vậy hả? Wow, trời ơi sao cái nắm biết thì cái việc mà chạm tay cho cha Hưng với Vì Tôi Là Linh Mục. Tình yêu, tình cảm và lòng thương của mình không chỉ dành riêng cho một người mà dành cho tất cả.
người cùng đồng hành với mình trong đức tin. Cảm ơn cha Hưng đã đến với mọi người một nhạc phẩm rất là trữ tình. Và bây giờ con lại tò mò muốn phỏng vấn cái người này có cái nhìn hơi lạ lạ, là bởi vì cha này cũng đang kinh dâm. Mời người cha cho biêu nha, con hỏi cha cái này nha. Con nghĩ là lúc mà cha vô nhà hàng ăn á là cha hay bị giật mình lắm. Rồi những lúc mà giật mình làm sao cho quen hả? Rồi cũng nhờ giật biết mà cha giờ rồi cho nó dẻo hình này. Thầy giờ cho bố cái âm nhạc hay quá. Nè con hỏi thiệt nè, cha nhìn giống thì thiên không thấy không bảy. Mà sao cha đi tu vậy? Không biết gì thất tình hay là gì đâu. Không, thật sự chính là trong gia đình của con đó, chắc phải lấy những đoàn ra đúng không? It's the real me, right? Yeah. It's right, it's the real me? Yeah. Con đi tu tại vì đó, chính của con tố của con đó, con có gia đình 14 người trong gia đình của chúng con. Nhà hết cơm, hai con đúng như nào vậy? Đúng như vậy cha, đúng rồi. Con chưa kịp nói mà cha đã nói rồi, vâng, đúng rồi nhỉ. Thì 11 người mất một người còn 10, còn chung với ông bà cố còn là 12 thánh tôn đồ nhá. Con không phải là người Giuđa. Nhưng trong đó con là có 6 bà chị, cả 2 bà chị, cả dòng chính vương ở bên Việt Nam đang phục vụ ở Thủ Đức và ở Phú Hiệp ở Quy Nhơn. Mà nhưng các anh chị của chúng con cũng đang là hiện diện nơi đây trong đêm nay. Và con vì riêng con là một vị linh mục và trước em con cũng đi cùng, thì là 6 gái 4 trai trong gia đình chúng con. Vậy con chắc chắn rằng có bao nhiêu người đã ngã lòng với cha, không biết người ta có nói với cha biết hay không, nhưng giả như một người nào đó ngã khó lời với cha thì cha phải trả lời như thế nào? Ý trời. Ủa, nghe cái này là con mà cố đang là cầu nguyện cho mình lắng lo lắng đây là ý trời sao được. Chúa đâu có muốn nói đó đâu, đó là do lòng mình chứ đâu phải đâu. Chú ý là Chúa đâu, ý trời. Người mấy họ nói là si Dios quiere. Ok, cảm ơn cha Biêu Cao rất là nhiều. Xin được chào tất cả cha Biêu Cao. Coi ở đây có ai mà là trai sáng sủa thì xa xa tới cũng lại vừa rồi đang phỏng vấn một người đeo kính râm, mình cũng phải phỏng vấn một người đeo kính râm vậy. Mời cha Tiến Linh. Không, cha Tiến Linh chỉ hơi râm râm thôi ạ. Ôi, quý vị thấy cha Tiến Linh là vừa nhạc sĩ vừa là ca sĩ, đẹp trai, con nhà giàu học giỏi rồi cũng hát hay. Mà cha Tiến Linh là trời ơi, đẹp trai như vậy mà lại đi tu bộ đá bữa bỏ xong rồi phải đi tu vậy, uổng cái gì vậy? Con mình nghe quen quen á. Quen là sao? Dạ thưa cha, con đi tu đây không phải vì bồ đá, cũng không phải vì ế vợ, do xấu trai bắt tài xấu si. Mà giờ bởi vì con muốn đáp lại tiếng mời gọi yêu thương, sống bậc tu chỉ ra đi rao giảng tin. Vỗ tay. Nói tới đây sao con thấy ngập ngừng? Tại sao vậy? Tại vì ở đời có câu: cuộc sống ba chìm bảy nổi, chín cái linh đinh, 12 cái gập ghềnh bấp bênh, gần sống gian nan cả đống, còn sống thì còn lo. Bởi vậy cho nên đời tu nhà mình sống một mình độc thân khổ lắm ai ơi. Người ta nói rằng tu là cõi phúc, tình là dây thun. Nhưng mà nhiều khi con về, con nhìn thấy thập gia sao cưng đơ cưng ngắt. Bởi vậy cho nên con nhìn nãy ngày hôm nay đến đây trễ, nhưng mà thấy sự đông đảo của quý vị ủng hộ ngày hôm nay làm cho lòng Tiến Linh cảm thấy thổn thức mừng mừng tối tối. Và nếu thật sự là như vậy thì xin quý vị cho một chàng thót tay gọi là an ủi cho những người nhà tu xuất gia tòng phu. Tăng 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 tăng. Chúc quý vị một đêm Giáng sinh khang an thịnh vượng, một năm mới no đầy hạnh phúc, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phình. Cảm ơn nhà trà Tiến Linh rất là nhiều.
Quả thực là vừa đẹp trai vừa đa tài. Giọng ca của cha vừa cất lên là bao nhiêu người bố bụng rủng. Nhưng mà có một giọng ca khác thật là bấm cất lên thì mọi người cũng thấy mát dạ trong lòng. Quý vị đã nghe rồi, đó là giọng ca của cha Ben. Xin cha Ben ra đây cho con phản ứng chút xíu. Con nhìn thấy cha rồi nghe tên cha, con nhớ phim Ben Hur. Con phim đó chưa? Con người rất là mạnh khỏe, rất là kiên cường, xông pha những chiến trường để cứu dân, cứu nước. Và cha có cảm thấy một cái ý lực cảm động tương tự giống như anh Thu La Mã trong Ơn Gọi Linh Mục của cha không? Thật sự cái phim đó là phim tôi thích nhất đấy. Không vì là có tên tôi trong vì phim đó, nhưng mà thật sự trong đời sống linh mục tôi rất là cảm tạ Chúa cho tất cả hồng ơn, và đặc biệt là tình thương của mọi người nâng đỡ tôi trong đời sống linh mục của tôi. Con nghe xôn xao bên dưới, có mấy người hỏi là chừng nào cha ra CD, cha hát hay quá. Rồi cha ra CD là cha có tặng không? Chứ cha tiến lên ra CD nào cha cũng bán hết. Kinh tế đang xuống mà CD nào cũng 10, 15 đồng ai đó mua. Thôi giờ cha làm CD tặng mọi người hái hát. Nhưng mà thật ra thì anh em mình có làm CD rồi, mà trong đó có dòng cha đen rất là trầm ấm, rất là truyền cảm. Sẽ sau khi cái giờ mà nghỉ giải lao chút nữa sẽ tặng mọi người một cái CD hai cho ha. Rồi nếu mà ai mà cần chữ ký của cha Ben á thì tới gặp con 10 đồng chữ ký. Cảm ơn cha Ben rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, ngoài những anh em linh mục ở dưới miền Nam Cali, và chúng tôi có một số các anh em linh mục ở miền Bắc Cali, và ở trên đó có một cái cha mà lúc nào cha cũng nói là cái email của cha hỏi ta tên là gì, cha tên là truyền, nhưng mà hỏi gì thì cha kêu truyền ấy, không biết truyền ấy là truyền cái gì nữa, xin mời cha truyền lên đây ạ. Còn cái thầy tu cơ đó con tên rất là đẹp, là truyền tin, truyền giáo, truyền thống, là chúng nó đám với trẻ là truyền nhiễm, cho nên là con đều truyền ấy, tùy lòng hảo tâm. Vậy đó cha truyền. Vậy bây giờ nếu mà truyền, chứ là mình phải truyền nhiễm hay mình truyền cái gì thì cho người ta mê, người ta thích. Vậy bây giờ lúc mà cha giảng ở trong bài giảng đi trong lễ vậy đó, cha giảng người ta có biết không, ta nghe hiểu không? Trời, cha hỏi gì mà hỏi ngay câu sóc không á. Cái gì mà sóc? Giờ cha hỏi câu đó mà con chưa bao giờ con cảm thấy cái câu mà trường quả báo nó ý nghĩa như thế này. Sao quả báo là sao? Cái câu đó nó tương đương với cái ý nghĩa của nó là do gió gặp bão. Hồi xưa khi cha quan giảng á, con cũng ngủ không nghe. Không nghe. Khi đến bây giờ con thì đứng dậy. Vậy hả? Âm thanh nghe ngân vui mà con đây có con nghe gì đâu. Sơ ơi, sơ ấy ơi, và sơ ơi, sơ con nghe gì không? Và cha ơi, cha con ơi, và cha ơi, cha có nghe gì không? Sơ đây, sơ không nghe, và con đây có cũng không nghe gì. Lòng tai khắp nơi, sao chúng ta cũng không nghe thấy gì. Lòng tai khắp nơi, ta có tai mà sao không nghe thấy gì. Lòng tai khắp nơi, sao chúng ta cũng không nghe thấy gió. Cầu sao cho chúng ta không cần nghe, không thích nghe và cũng sẽ không thèm nghe. Câu hai. Tí tu khi dân thân làm cha sẽ luôn được nghe. Nhưng con khám phá ra làm cha không có hơn người ta. Vì khi con nói ra bà con không có ai thèm nghe. Vì khi nghe ra sẽ mất vui, vì nghe ra người ta sẽ trả tiền. Lòng tai khắp nơi, sao giáo dân cũng không nghe thấy gì. Lòng tai khắp nơi, dân có tai mà sao không nghe thấy gì. Lòng tai khắp nơi, sao giáo dân cũng không nghe thấy rõ.
cầu sao cho giáo dân luôn cần nghe, luôn thích nghe và cũng sẽ không thèm nghe. Cha hát cái bài này sao con láng tai luôn cha. Nhưng mà con hơi nghi á. Hồi nãy con nói với cha Hưng á, nhỏ nhỏ thôi, lát sau cái bài này mình đi ăn cháo gà. Nói nhỏ lắm mà cha đừng đứng đứng xa nói là ai gọi tôi đấy. Cái người mà xấu xí á, xấu xí hay làm chuyện ấy không? Dạ. Cái là ta chuyện khác mà chuyện ăn nghe rõ quá. Thì cũng lắm đúng rồi, ta chuyện là vậy đó. Và kính thưa quý vị, cái trong chương trình của chúng tôi, quý vị biết rằng đó là ráng lẽ chúng tôi thấy cái hình là có đứa ông Tấn của chúng ta, nhưng mà đứa ông Tấn đi về Việt Nam, sao mà không biết làm sao đứa hội đây nè. Nhưng mà đứa ông nói chứ là đi chơi đứa cha Park Brown về mất tính tốt rồi. Cho nên cha ngồi đây cha không có được, nhưng mà quý vị biết rằng là chúng tôi có bắt cóc được cha Bích, xin mời cha Bích ạ. Quý vị biết rằng đó là cha Bích rồi, xin quý vị chạm tay cha Bích. Nếu mà quý vị cha Bích đây biết là cha Bích tới với chương trình này là coi thứ như là cái người tới thí điểm thứ 11. Thế nhưng mà cha Bích rất yêu thương mọi người và cha Bích có thể chia sẻ một tí về cuộc đời của cha. Bộ cha nghĩ rằng cha ngon lành lắm sao mình phải chú trọng cha, hay là cha nghĩ rằng là cha tội lỗi nên chú trọng cha là phải chia sẻ với người qua cái gì được không? Ngày xưa thì con đi vượt biên thì tàu là sắp tắm thì cầu nguyện với mẹ, cái mẹ ơi nếu mà mẹ thương để giúp con cứu con thì con sẽ dâng trả lời con cho mẹ làm linh mục, mình hứa dài mà cái mẹ cứu thiệt. Cho nên phải luôn luôn không phải là vậy đó, bây giờ hứa đại mà lại được thôi. Bây giờ là cha có thể chia sẻ cái cuộc đời của cha vì tại sao mà Chúa gặp cha không? Thì cuộc đời linh mục rồi cũng có yếu đuối, có tim, có xác thịt thì cũng nhiều lần vấp ngã, cho nên là cái quan trọng là mỗi khi mình vấp ngã mình có để Chúa dẫn dạy hay không, chỉ lừa được đi không, đó là ăn thua mà mỗi người. Vậy bây giờ cha có thể chia sẻ cái cảm tưởng của cha, bởi vì cha cũng bất toàn, cha cũng như mọi người tội lỗi, vậy cha có thể gửi đến cho mọi người cái bài hát nào không? Vì đó là tôi. Vì đó là tôi. Kính thưa quý vị, là tại vì ở đây có nhạc sĩ Diệu Hương và chị Diệu Hương, chị đã cho phép chúng tôi được dùng cái bài của chị. Bài nhạc của chị vì đó là em rất tuyệt vời. Thế nhưng mà bởi vì cái chương trình này chương trình Linh Ca, cho nên tôi đã gặp chị Diệu Hương và tôi đã xin phép chị nói chuyện với chị, và tôi xin phép chị là cái bài hát rất hay đi vào lòng người, cho nên xin được trong cái chương trình này xin đổi lại lời để cho nó hợp với cái chương trình hôm nay. Và giờ đây xin quý vị một tràng tay lớn cho cha Bích Vũ qua bài Vì Đó Là Tôi. Cùng Chúa
tình sâu. Bên tôi khi vui hay cả đời, bên tôi thì chỉ biết đó là thôi. Tôi
rồi đó, tại mình nói đời tu mình như vậy rồi, giờ mình quảng cáo cái đời tu của mình như thế nào, chắc chắn là xưa nay có nhiều người lấy vợ được nghe con khóc chán lắm đúng không? Thành ra giờ như những người nghe người ta nói chúa giờ chúa nói con đi tu là con bỏ vợ con liền. Thành ra bây giờ đó quý vị biết là tôi biết nỗi lòng của các ông chồng. Thành ra anh em của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài Khổ Vì Yêu Nàng. Xin quý vị một tràng pháo tay. This is a break for us. We are